của nhà bên mình. Nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ tạng sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 tạng sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái bên comment để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích, chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Thì tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít hoặc là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, cực tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước, bé không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bậy trẻ bậy đoán thức uống chót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sót cả cách âm tuyệt vời, khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì dưới hình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 tạng sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái bên comment để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích, chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Thì tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn nữa mà. Thanh nỉ, thẩm long, phân khiếu, phân bổ, dành thẩm số, dành chữ và dành nhà mình. Nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này, chất lượng sản phẩm của nhà mình, có bất cứ vấn đề gì các bạn cứ thông tin để shop nhà mình nha. Hiện tại là các bạn nhìn kỹ dùm cho nhà mình nha, 60x60x100m như thế này của nhà mình chỉ có giá là 17.18 thôi. Combo 18 là 170.000. Và nếu như các bạn thích mua dòng dày, các bạn có thể tham khảo dòng 2cm của mình. 2cm hiện tại nó chỉ có giá 40.000 một tấm, và nhà mình sẽ có hỗ trợ ship dành cho tất cả các anh chị và các bạn nữa mà. Ngoài dòng thảm xốp lót sàn thì quay cuối cùng rồi xích đu thành cánh cửa, thành cánh giường và thành cánh cầu thang nhà mình đều có luôn ạ.
ngày nay thảm số bất sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số bất sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số bất sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số bất sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp bất sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể là mua ít hoặc là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, vừa tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bậy trẻ bậy đoán thức uống chót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi, giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sóng cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì đi dưới đình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích, chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã riêng rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chủ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể là ít hoặc là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, vừa tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bậy trẻ bậy đoán thức uống chót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi, giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục
dịch thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó sóng cả âm cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì bên dưới mình gặp rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nghe cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhà bên em đã riêng rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, được tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy trẻ bậy đoán thức uống chót xốp, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sóng cả âm cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì bên dưới mình gặp rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nghe cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Thì tại hỗ trợ giảm giá nhà bên em đã riêng rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình.
ngày nay thảm số rút sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số rút sàn như thế này để về lót sàn, để decor nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số rút sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số rút sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp bất sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm mục đích thật là mua nhiều những tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, được tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một kẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bậy trẻ bậy đoán thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó có cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả những ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì đi dưới đình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích, chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Thì tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã ghim rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để decor nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm mục đích thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, được tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một kẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bậy trẻ bậy đoán thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục
dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó sóng cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ cầu nghề, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì đi dưới nền gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ cảm xúc lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm cảm xúc 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để decor nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt thịt của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không? Không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một kẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy trẻ bậy đoán thức uống rót xốp, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sóng cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ cầu nghề, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì đi dưới nền gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình.
Ngày nay thảm số đốt sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số đốt sàn như thế này để về lót sàn, để decor nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số đốt sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số đốt sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp đốt sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể là mua ít hoặc là mua nhiều những tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn cách âm, cách nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không? Không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một kẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì? Bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn để bậy trẻ bậy đồ ăn thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì? Không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sóng cả âm, cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả thứ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì đi dưới đình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã ghim rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để decor nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể là ít hoặc là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn cách âm, cách nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không? Không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt cho trẻ nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì? Bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy trẻ bậy đồ ăn thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì? Không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sóng cả âm, cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống. Các bạn đợi em một chút xíu nha. Rồi nha anh chị, là đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, cần mình tư vấn gì nữa các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn, đúng không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dầm thẩm số, dầm thẩm
phẩm mình, nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị luôn nha. Khi nhận được sản phẩm nào của mình, nếu chất lượng sản phẩm của nhà mình tốt thì cho mình xin một feedback như thế này được không ạ? Khi nhận được sản phẩm nào của mình, nếu chất lượng sản phẩm của nhà mình cần gặp bất cứ rồi, những anh chị nào đến với live stream ngày hôm nay của nhà mình cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà với mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Rồi, trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà với mình đã ghim rồi, các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà với mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn, đúng không ạ? Ngoài những dòng tạm shop lót sàn ra thì những cái dòng quay củi cầu thủ xích đôi cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang, khung lều chống mũi cho bé, nhà bên mình đều có luôn. Khi nhận được sản phẩm chất lượng tốt thì cho mình xin một feedback như thế này cho tất cả các chị ơi. Rồi, cảm ơn tình yêu đã tới live stream ngày hôm nay của nhà bên em nha. Nếu như anh chị nào đến với live stream ngày hôm nay của nhà mình thấy được những vấn đề trời giảm giá của nhà bên mình, các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn, đúng không ạ? Rồi, trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đã ghim rồi nha tất cả các anh chị ơi. Các bạn lưu ý cho nhà bên mình là dạng ngày nay thảm xốp lót sàn thì đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người rồi. Các bạn có thể sử dụng những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình dùng để lót sàn nghỉ kho nhà cửa, trang trí nhà cửa. Các bạn có thể sử dụng những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình dùng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Bởi vì xốp này chính là xốp Eva nguyên sinh không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi, khả năng kháng khuẩn, khả năng cách âm và khả năng cách nhiệt kỳ tốt luôn. Nó sẽ giúp bảo vệ cho làn da non nớt của bé không bị dưỡng, không bị ngứa mỗi lần sử dụng. Và tùy vào nhu cầu sử dụng, các bạn có thể kết hợp mua nhiều những tấm xốp để ghép lại với nhau như thế này luôn nha. Khi các bạn sử dụng chiếu thì chiếu nó sẽ rất là mỏng, còn khi các bạn sử dụng nệm thì nệm nó sẽ rất là dày, bởi vì nệm dày nó sẽ gây ra một số là bệnh viêm da cơ địa, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nhưng khi sử dụng dòng thảm xốp lót sàn này của nhà mình, bởi vì nó không thấm nước, khi các bạn vẽ bậy tèm bậy đồ ăn thức uống có bị rớt xuống thì bạn chỉ cần lấy một tấm khăn ướt bạn lau chùi sơ qua thôi thì nó cũng đã sạch được cho nhà mình rồi. Sử dụng những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình hầu như bạn mua là nhờ độ đàn hồi, và càng dày thì độ đàn hồi càng cao, càng dày thì sạch càng sướng, càng đã dành cho nhà mình. Và chính cái độ đàn hồi này nó sẽ giúp bảo vệ cho con của bạn, bé sẽ không bị đau khi bé vui chơi giải trí khám phá thế giới bên ngoài, khi bé tập đi, khi bé tập trượt, khi bé tập bò. Nó sẽ giúp bảo vệ cho những vận động viên chuyên nghiệp không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời nó sẽ gì ạ? Sử dụng dòng thảm xốp này nó sẽ có độ cách âm và độ cách nhiệt. Cách âm là gì? Khi bé la hét, âm thanh từ tầng trên nó không vang vọng xuống tầng dưới với khả năng cách nhiệt tuyệt vời. Thì đối với chị ở ngoài Bắc, khi bước vào mùa nồm, dưới nền gạch nó sẽ hơi lạnh lẽo chân tay và đôi khi là dễ bị trơn trượt, dễ bị té ngã. Nhưng khi sử dụng dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình, sử dụng tấm thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn. Để với live stream ngày hôm nay thì như các bạn có thể nhìn trên quầy kệ của nhà bên mình là dạ, nhà mình đã có rất nhiều màu sắc, và cái nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích tự giác và phát triển trí não của trẻ. Và đây là một trong những nguyên nhân mẹ nên mua ngay những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình đi ạ. Nhiều sale quảng em xíu nha, bị lỗi rồi. Cũng có giấc mơ riêng mình, những ngày đầu sớm mơ riêng cho mình, là chỉ mong ngày hai cũng ok. Rồi nhà anh chị nào đến với live stream ngày hôm nay của nhà bên mình cần mình tư vấn gì nữa thì các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị nào.
khi sử dụng dòng tắm chốt đó sàn như thế này của nhà mình mà các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn được mà. Thành Lý Thẩm Long, phân khiếu Bình Bổ, dòng tắm số, dòng tắm chữ và dòng tắm mình, nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị luôn ạ. Khi nhận được sản phẩm, chất lượng sản phẩm có gặp bất cứ vấn đề gì thì các bạn cứ comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Rồi trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đã lên, các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chuẩn mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Khi lót sàn các bạn không biết không gian diện tích của nhà mình cầm bao nhiêu tấm hãy comment chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho các anh chị các bạn mà. Rồi trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay, hiện tại vô trò giảm giá nhà mình đã ghim rồi, các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chỗ mua thôi. Các bạn lưu ý cho nhà mình là gì, ngoài những dòng thảm suất lót sàn thì nhà mình sẽ có dòng quay củi cầu rùa xích đu cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang không lều nhà mình đều có luôn ạ. Ví dụ thích sản phẩm nào lít ngay vào chỗ mua, nếu chất lượng sản phẩm của nhà mình tốt thì cho mình xin một feedback với tất cả các anh chị ơi. Trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay, hiện tại bầu trời giảm giá nhà mình đã ghi, bạn chỉ cần nhấn ngay vào chỗ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà với mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị các bạn. Dưới và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì phía dưới đình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ sản xuất lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều kìa, sợ có nhiều mẫu mẫu một cái bông tập lấy khác nhau, vì vậy là gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình. Màu xanh than hiện tại số lượng của nhà em để em kiểm tra lại xem là nhà bên em còn nhiều không nha, hình như là em nhớ không nhầm là hết tất tình yêu đợi em một chút xíu để em kiểm tra cái màu xanh than của nhà bên em nha. Cho em hỏi tình yêu mua xanh than số lượng nhiều không ạ? Cho em hỏi tình yêu mua xanh than số lượng của nhà em nhiều không? Tại vì số lượng của nhà bên em còn ít á, nên bây giờ nhà em sẽ bán combo là xanh than phối với xám thì được không tình yêu ơi? Ừ nha, hiện là 20 tấm tình yêu mua cho em. Tình yêu ơi, có thể mua phối với màu xám thì mình cho nhà bên em được không? Tại vì cái mã lẻ tấm của màu xanh than của nhà bên em bây giờ nó hết rồi, bây giờ chỉ còn đó là xanh than phối với xám như thế này thôi. Xanh than phối xám combo 10 tấm, có nghĩa là tình yêu sẽ mua 10 tấm xanh than và 10 tấm như thế này, 10 tấm xám dùm cho em, hai cái tấm này là phối với em. Phối thôi. Đây. 10 xanh than, 10 xám như thế này nha. Đó. Chứ bây giờ 20 tấm không có đủ cái nha, được không? 10 tấm xanh than, 10 tấm xám được không? Chứ 20 tấm xanh than là nhà em không có đủ cho tình yêu rồi. Ừ. Cái đó là em nói thiệt. Nha. Xanh than đó, nếu như mà tình yêu mua thì tình yêu mua cái mã này cho em. Cái mã số 3 trong giỏ hàng em vừa ghim cho tình yêu á, cái mã số 3. Ngoài ra còn màu nào nữa? Đây. Nhà em còn hồng, còn tím nha. Hiện tại nhà em còn hồng, màu tím với màu xanh da trời. Màu xanh da trời nó sẽ như thế này là tình yêu ơi. Hay là tình yêu mua xanh da trời đi, khỏi mua xanh than đi. Xanh da trời thì nhà em còn nhiều. Đây xanh da trời được không? Nha. Bây giờ nếu như mà xám là xanh than số lượng nhà em còn ít lắm. Xanh than số lượng nhà em còn ít lắm. Đây nha. Đây nè. Xanh da trời nè. Xám là xanh than số lượng còn ít đó tình yêu ơi. Nên mà tình yêu mua phối giùm em đi chứ mã lẻ tấm là hết rồi đó. Mã lẻ tấm của nhà bên em là hiện tại là hết hàng rồi đó. Đồ tình yêu muốn xem màu nào đó, nhà em chỉ còn màu hồng với màu tím thôi, màu hồng màu tím. Rồi để em xem là khách của em hỏi em mua cái gì nè. Đó, các anh chị cần em tư vấn gì nữa thì các anh chị cứ comment giúp em nha, tại vì nhà em không có đó. Ví dụ là nhà em có là nhà em bán cho mấy tình yêu liền. Chứ nhà em mà để lại làm gì đúng không? Đây là dòng sản phẩm 60x1cm của nhà mình. Nhà mình ngoài dòng sản xuất 60 nhà em sẽ có độ dày từ 1-2cm kiểu cho tất cả các anh chị các bạn nè. Đây là độ dày. Trời.
có nhu cầu mua mấy cái này rồi. Nhớ chị đã đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, cần mình tư vấn gì nữa các bạn cứ comment giúp nhà với mình luôn nha. Đấy rồi à, Tình Như ơi, Kalin ơi, Kalin ơi, Tình Như có phải là mua cái màu, chị mua màu khác giùm em được không chị? Thực sự chứ chứ phải là nè. Bây giờ ngay cả bây giờ em đưa cho chị, ghim cho chị cái mã số 9 là cái mã lẻ tấm của nhà bên em. Cái mã lẻ tấm của nhà bên em thì chị thấy không? Hiện tại là nhà em chỉ còn màu nào nè, màu xám, xanh dương số lượng xanh dương, số lượng xanh dương còn nhiều là xanh dương nè. Xanh dương còn 10 tấm thôi chị, còn mã này là xanh than hết luôn rồi nha. Trắng sữa, tại vì tụi em bỏ vô co bo nên xanh than hết rồi. Trắng sữa, tím, hồng, vàng, da trời, xanh lá, đỏ. Hay là chị muốn lấy xanh lá hay xanh đỏ? Đây em lấy cho chị xem màu xanh lá, màu đỏ của nhà bên em nha. Đây nè, xanh lá nó sẽ như nè, đỏ nó sẽ như thế này nha. Còn nếu mà chị muốn mua màu khác nữa thì em thua rồi đó. Cái màu xanh than nó chỉ phối với màu xám là cái mã số 3 trong giỏ hàng thôi. Chứ mà nhà em có là em sẽ tư vấn chị liền luôn đó chị yêu ơi nha. Rồi nhớ chị đã đến với đây chim mẹ này của nhà bên mình, cần mình tư vấn gì nữa các bạn cứ comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ nha. Xanh than cầu xám được á, đúng rồi Tình Yêu. Rồi ok nha, để em ghi cái mã đó. Rồi chị ơi chị, em sẽ ghim cái mã đó và khi mà chị chọn màu á, chị nhấn vào màu xanh than và màu xám cho em. Chị nhấn ngay vào chữ mua giúp em, sau đó chị nhấn vào chữ xanh than và xám và chị nhấn vào số lượng 2 nha. Số lượng 2 thì nó sẽ là 20 tấm, chị nhấn vào mua ngay giúp cho nhà bên em. Hiện tại á, nhà bên em sẽ hỗ trợ ship là khi mà chị mua 2 combo chị sẽ được giảm giá 30k và được hỗ trợ ship là 120k. Vậy thì 20 tấm nếu như mà chị ở miền Trung thì chị sẽ mất 373.000, có nghĩa là chị mất 33.000 tiền ship đó. Nhưng nếu chị ở miền Nam chị sẽ được free ship, còn nếu như chị ở miền Bắc thì chị cũng ủa sao miền Bắc nó ê, tính ra vậy nha, kỳ ghê luôn đó nha. Tính ra là ship về Hải Dương thì mất có trừ đi là tính ra hơi có hơn 10.000. Đắk Lắk hả? Đắk Lắk để em kiểm tra xem nha. Đắk Lắk ở đây em có Đắk Lắk không ta? Đắk Lắk ơi, Đắk Lắk ơi, rồi em kiểm tra Đắk Lắk nha. Chị Đắk Lắk của chị sẽ mất 33.000 tiền ship, nhưng mà chị được giảm giá thêm 30k của nền tảng nên chị mất khoảng là tầm là 340 mấy nghìn á, là ba trăm bốn mấy ngàn á là luôn ship á chị. Chị mua dùm cho em ở đây được không? Chị mua dùm cho em ở đây được không? Đó em ghim rồi đó chị, em ghim rồi đó chị. Chị check cho em, tại vì chị biết sao không? Cái phí ship này còn được giảm giá nhiều hay mất nữa là do cái nick nữa chứ không phải là do em nữa. Chị kiểm tra lại dùm em nha. Thôi vậy. Vậy chị nhắn với shop em đi, khi nào em xuống live chị em hỗ trợ tư vấn thêm cho chị để mà chị được hỗ trợ ship nha. Nha chị, chứ tại vì nhà bên em vẫn có hỗ trợ ship á, cái này là do nền tảng rồi chị chứ không phải do em đâu nha. Cái này là do nền tảng rồi nha, chị thông cảm giùm em nha. Chị thông cảm rồi, em chị nhắn với shop em đi ha. Chị nhắn shop em rồi xuống, khi nào mà em xuống live thì bây giờ ví dụ chị nhắn đi, em mở laptop để em tư vấn.